Nên bây giờ tôi demo luôn cho các bạn xem nhanh luôn cái yêu cầu bài tập vừa rồi. Bài tập chữ thì thôi, tôi sẽ không làm nữa. Các bạn sẽ tự chiến đấu với cái đó, đúng không? Bây giờ chúng ta xem trước hết là cái bài tập về logo nhà xuất bản giáo dục. Thì nhìn qua chúng ta sẽ nhận xét là cái logo nhà xuất bản giáo dục bản chất nó là xuất phát từ hình tròn ra mà thôi. Sau đó trước hết là chúng ta sẽ tạo hình tròn đã. Chọn công cụ ellipse, giữ control và chúng ta sẽ vẽ ra một vòng tròn như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ giữ shift và chúng ta thu nó vào trong. Đến cái độ dày đủ rồi thì chúng ta nhấp chuột phải để tạo ra hình tròn thứ hai. Chọn cả hai hình tròn, chúng ta sử dụng lệnh combine để tạo thành một hình bánh khăn như thế này. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ rectangle. Chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình chữ nhật có cái thiết diện nó cũng bằng cái độ dày của cái hình bánh khăn. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh gióng hàng, gióng C, E để cho nó vào tầm cả hai chiều, cả hai đối tượng. Sau đó tôi sẽ sử dụng lệnh lật, chọn hình chữ nhật ở giữa, giữ Ctrl và lật sang bên trái. Sau đó thì chuột phải để tạo thêm một thanh hình ở giữa, tôi sẽ lật sang bên phải, chuột phải để tạo ra hai thanh. Dùng cái hình này và hình này, chúng ta sẽ sử dụng lệnh back minus front, chúng ta cắt đôi cái này ra. Cái này thì tôi sẽ thu lại khoảng một nửa thế này. Cái này thì do đã đóng hàng rồi cho nên tôi đảm bảo rằng là giữ shift kéo một đầu thì cái kia nó sẽ thu đều vào cả hai. Chọn hết tất cả hàm lại, vậy là chúng ta có được cái hình đầu tiên. Đấy là cái logo nhà xuất bản giáo dục phần chữ thôi nhá, chúng ta chưa vẽ nhá. Tiếp đến cái thứ hai đó là vòng tròn Olympic. Vòng tròn Olympic thì chúng ta sẽ thấy là trước tiên chúng ta phải vẽ tròn đã. Vậy thì vẽ một hình tròn, giữ shift thu vào, cũng lại combine. Vậy tôi có cái vòng đầu tiên. Tiếp theo là kéo nó đi và giữ shift để cho nó thẳng, chuột phải để tạo ra vòng thứ hai. Bây giờ tôi tô cho hai vòng là màu xanh và màu đỏ thế này. Tốt nhất là chúng ta sẽ hủy bỏ đường viền đi để đảm bảo rằng là đến lúc cắt ghép thì nó sẽ dễ hơn, tại vì có đường viền thì nó sẽ lộ. Thế thì về bản chất thì không thể nào có cái chuyện một đối tượng vừa nằm trên vừa nằm dưới một đối tượng khác, mà nó chỉ có hoặc nằm trên hoặc nằm dưới thôi. Do đó cái chuyện là vừa nằm trên vừa nằm dưới là phi thực tế. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải dùng mẹo, dùng lừa ở đây. Có hai cách. Một là tại cái điểm mà giao nhau giữa hai vòng tròn này, tôi sẽ phải chèn hoặc vào đây hoặc vào đây một mẫu mới. Và cái mẫu này thì nó sẽ có màu giống như là màu của vòng bên dưới để đánh lừa mắt rằng là vòng dưới cái đoạn này nó đang trèo lên trên. Thế thì cách rất là đơn giản như sau, chúng ta chỉ cần là đây, chúng ta sẽ cắt đôi cái vòng này ra, cắt đôi vòng này ra thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Trước hết là tôi tạo một cái bản sao đã. Thì vòng dưới vòng đỏ này tôi nhấn phím cộng đi để tôi tạo ra bản sao cho nó. Bây giờ tôi sử dụng cái một hình chữ nhật bất kỳ hay là một hình gì đó bất kỳ. Bây giờ tôi chọn như này và tôi cắt thì tôi sẽ có cái gì nhỉ? Đây, tôi tô màu này để cho các bạn nhìn thấy là rõ ràng tôi có một nửa vòng tròn đúng không? Nửa này đều hay không không quan trọng. Đó. Thế mà bây giờ tôi sẽ shift up để tôi đưa nó lên trên. Lúc này thì cái vòng màu vàng này nó nằm lên trên vòng màu xanh rồi đúng không? Nếu bây giờ tôi lại tô màu giống màu đỏ thì sao? Thì chúng ta sẽ lừa mắt rằng là vòng màu đỏ của nó trèo lên trên rồi đúng không? Đây là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là cách cắt. Có nghĩa là ở cái chỗ giao nhau này tôi sẽ dùng một cái gì đó tôi cắt làm sao cho đúng cái vết giao giữa cái vòng xanh và vòng đỏ. Khi vòng xanh nằm trên mà bị cắt thủng ra ở đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần vòng đỏ bên dưới đúng không? Đây, tôi lại sử dụng lại màu vàng như này để các bạn nhìn thấy đúng không? Bây giờ nếu tôi nhắc ra nhá, hoặc là tôi cắt đi này, Ctrl X cắt đi, thì bạn sẽ thấy là rõ ràng vòng đỏ vẫn nằm dưới và vòng xanh vẫn nằm trên đúng không? Bây giờ Ctrl V dán vào thì nó lại nằm đúng vào vị trí đó. Tôi dùng cái vòng vàng này tôi cắt cái vòng xanh này thì vòng xanh bị thủng ở đây thì rõ ràng chúng ta lại nhìn thấy phần vòng đỏ ở dưới đúng không? Thì đây là cái cách gọi là lừa mắt thôi, cách lừa mắt. Hoặc các bạn cũng có thể dùng một cách khác như thế này. Đây, tôi không cắt nữa đúng không? Và tôi sẽ sử dụng lệnh như sau,
chọn cái này, chọn cái này, và chúng ta sẽ sử dụng lệnh intersect. Với lệnh intersect thì chúng ta sẽ có gì đây nhỉ? Phần giao nhau giữa hai vòng sẽ phát sinh ra đúng không? Và khi có một cái đối tượng mà gồm có hai mảnh như này thì tôi có thể sử dụng cái lệnh break, tháo rỡ nó ra. Tôi bỏ một phần này đi, hoặc trên hoặc dưới tùy. Và cuối cùng thì phần này tôi sẽ tô màu giống như là màu của vòng bên dưới. Đó, thì các bạn có thể dùng các cái phương pháp như thế để các bạn xử lý cho tôi cái vòng tròn Olympic. Trở lại. Tiếp theo nữa thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về cái vòng âm dương. Đó, về mặt bản chất nó cũng là vòng tròn thôi. Đây, tôi sẽ giữ shift, tôi sẽ giữ control để tôi vẽ ra vòng tròn. Đây là vòng tròn lớn. Tiếp theo cộng để tôi tạo ra vòng tròn nhỏ. Ở đây tôi khóa cái tỷ lệ này vào và tôi thu nó lại còn 25%, 50%. Đấy, đến đây thì tôi gióng hàng lên đây là gì đây? T top. Thằng này tôi lại cộng một cái để nhân bản vòng con. Và tôi lấy cái vòng con mới này với lại vòng to này, B bottom. Được chưa? Tiếp tục lại làm sao đây? Chọn vòng con cộng và lại thu nó lại còn bao nhiêu đây? 25%. Tôi có vòng nhỏ đây, thằng này cũng cộng và lại thu lại còn 25%. Đến đây quá trình chuẩn bị hoàn tất. Sẽ có nhiều cách khác nhau từ bước này trở đi, nhưng mà chuẩn bị 5 cái vòng này thì chắc chắn các bạn kiểu gì cũng phải làm đủ. Đấy, đến đây thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác là cắt. Chúng ta cần một nửa cái vòng này, một nửa vòng to. Đây, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Tôi lấy ví dụ như là vừa nãy các bạn, là tôi nghe các bạn nói ở dưới kia và các bạn dùng cái nọ cắt cái kia. Ok, chúng ta dùng cách cắt cũng được. Thì cắt cho nó bằng một nửa đúng không? Đây, thì chúng ta sẽ dùng hình chữ nhật. Nhưng hình chữ nhật làm sao để cắt được đúng một nửa của cái này? Thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp như sau. Bạn lập cho tôi và nhân bản, vậy là tôi có hai cái hình chữ nhật bằng nhau đúng không? Bây giờ tôi sẽ chọn cả hai cái này và tôi tạm thời tôi group lại, vậy thì nó tạm thời nó được coi là một đúng không? Dùng cái thằng này gióng hàng với thằng to CE, vậy là hai thằng này nó sẽ trung tâm với nhau. Bây giờ tôi tháo cái này ra, ungroup, tôi bỏ một phần hình chữ nhật này đi và tôi dùng cái này tôi cắt một nửa này đi, được chưa? Cắt. Vậy bây giờ tôi còn một nửa này. Thế bây giờ tôi lấy cái thằng này, tôi cắt cái thằng này. Vậy thì tôi có cái điểm khuyết ở đây đúng không? Và cái thằng này thì ngược lại là tôi làm sao? Hàn vào. Đến đây tôi được một nửa của cái hình âm dương. Thế thì còn một nửa nữa thì chúng ta làm thế nào? Bây giờ chúng ta lật, nhưng mà nếu mà lật mà không tính được tâm thì cũng không ổn. Vậy thì bây giờ hướng dẫn một mẹo như thế này. Tất cả những cái này đều xuất phát ra từ cái hình gốc đúng không? Vậy bây giờ tôi cộng một cái để tôi nhân bản và tôi trả lại nó thành 100%. Được chưa? Gióng hàng bên trái. À phải đi, right. Gióng hàng top. Ok, được chưa? Đến đây thì chúng ta có cần phải làm nữa không? Bây giờ tôi tô màu nhá. Đây là cách làm hơi ăn trộm một tí. Đây, đưa xuống dưới, shift bắt đầu đưa xuống dưới. Cái này mình tô màu đen, cái này mình tô màu đỏ. Và cuối cùng thì group nó lại. Đây chỉ là một trong các cách thôi nhé. Sẽ còn nhiều phương pháp nữa. Và việc đó thì các bạn sẽ tự mình tìm cách là xử lý tiếp, làm sao để giải quyết được vấn đề. Đây tôi sẽ nói nhanh ở một cái như thế này, các bạn cũng có thể làm theo một phương pháp như thế này nữa. Vì dù là công cụ tôi chưa nói, nhưng mà thực ra thì cái công cụ này thì các bạn cũng đã chắc chắn là làm cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Bằng cách như thế này, các bạn muốn cắt thì các bạn có thể làm như thế này cho tôi. Đây, một vòng như thế này đúng không? Bây giờ sử dụng công cụ này cho tôi, một trong các công cụ này đấy. Và các bạn chỉ việc là bấm này, giữ shift, các bạn kéo thẳng xuống cho tôi thành một đường. Sau khi có một đường này rồi, các bạn gióng gì đây, C cho tôi, hai thằng C cho tôi,
Vậy thì nó sẽ làm sao? Thẳng ở giữa đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng lệnh hoặc là lệnh simplify hoặc là lệnh trim. Đấy, thì nó sẽ cắt đôi cái này ra. Sau khi cắt đôi rồi thì các bạn lại bấm vào break Ctrl K thì các bạn có thể tách được nửa cái này ra. Thế còn việc còn lại, ví dụ như là thôi bây giờ mình undo lại một tí tẹo nhá, mình lặp lại cái này. Ví dụ như là cộng này 50% này. Đấy, bây giờ tôi nhân bản lên đây này. Top này. Cộng này. Giống hàng bottom này. Cộng này. 25% này. Cộng này. 25%. Ok, đến đây. Bây giờ tôi mới cắt cái thằng lớn này nhá. Trim. Xong, bỏ cái đường vạch này đi. Và chúng ta sẽ dùng cái này cắt lần lượt là gì đây? Trim bên phải này, đúng không? Và gì đây? Hàn bên trái. Thằng dưới này thì cũng thế. Trim bên trái và hàm bên phải. Từ từ kiểm tra lại cái đoạn này một tí. À, bị thừa vào. Đây. À, sorry. Thiếu một bước. Đây. À, chúng ta chưa tách đúng không? Chưa break. Phải break trước đã. Đây, break. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng vòng tròn này để chúng ta thì đây, cắt một bên và hàm một bên. Đây, hàm. Ok. Và bên này cũng thế. Cắt bên này thì hàm bên kia. Đấy, đến bây giờ việc còn lại của chúng ta chỉ việc là gì đây, tô màu. Sẽ có rất nhiều cách khác nhau, nhưng mà tuy nhiên là các bạn sẽ thấy rằng là cái bước chuẩn bị 5 cái vòng tròn đó kiểu gì các bạn cũng sẽ phải chuẩn bị đủ đã. Thế còn biến báo là biến báo về sau. Đấy, các bạn có thể làm một nửa rồi các bạn xử lý nửa còn lại. Các bạn có thể làm lần lượt cả hai bên. Đấy, và sau này nữa khi mà chúng ta nói sâu hơn về path ở trong Corel thì tôi sẽ hướng dẫn thêm một cái cách nữa là nối path, cắt path như thế nào để tạo ra nó. Sẽ có rất nhiều phương án. Việc của chúng ta là gì? Cố gắng trong một yêu cầu, cố gắng tìm ra nhiều cách tiếp cận khác nhau để cho khi mà khách hàng người ta đưa ra một yêu cầu đối với chúng ta thì chúng ta cũng sẽ rất nhanh chúng ta phát ra được các cái phương án khác nhau làm sao nhanh nhất, hợp lý nhất. Trong các cách này thực ra thì sẽ có cách nhanh nhất, đó, cách chính xác nhất, nhưng không vì thế mà chúng ta không tìm tòi các phương án khác để làm sao cho cái suy nghĩ của chúng ta nó trở nên linh hoạt hơn, nhiều cách tiếp cận hơn cho một cái đầu bài của khách hàng người ta ra. Thì đến lúc mà chúng ta đụng việc thì chúng ta sẽ rất nhanh. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ duy nhất làm cái gì chúng ta cũng chỉ đưa ra được có một phương án thôi thì đến lúc mà gặp một cái gì đó nó quái quái một tí là chúng ta rất khó trong cái cách để gọi là giải bài. Đấy, thì cái này nó không có cái gì mới cả. Toàn bộ các bạn nếu mà các bạn để ý có cái gì mới mà ngoài cái tôi đã dạy các bạn chưa? Không có đúng không? Kiến thức hai ngày hôm nay, ngày hôm trước và ngày hôm nay nói cái gì là hoàn toàn chúng ta dùng đúng cái đấy, không thêm không bớt cái gì cả. Đấy, chỉ có điều là cần phải sử dụng đúng và sử dụng chuẩn. Ví dụ như vừa nãy tôi thấy là các bạn lôi đi và không phải là giống hàng đúng không? Các bạn vẽ ra một vòng tròn mà các bạn không chịu giữ phím Ctrl thì làm sao nó tròn được? Ví dụ như thế, thì tất cả những cái lệnh, tất cả những cái bước đó cố gắng làm sao quy chuẩn ngay từ đầu để chúng ta tạo thành một cái thói quen tốt trong cái thao tác. Đấy, không thiếu, không thừa cái gì cả. Ok, thế còn việc còn lại thì cố gắng thử xem. Demo thì demo thế này rồi, đúng không? Thế còn các bạn làm thế nào để các bạn tìm thêm cho tôi các phương pháp khác
đấy. Sau bước chuẩn bị 5 vòng tròn thì các bạn làm tiếp như thế nào, thì các bạn sẽ cố gắng tìm cách để mà xử lý càng nhiều phương án tiếp cận càng tốt cho tôi, xem hôm sau có ai trình bày được một phương pháp nào đấy khác hơn nữa không. Đôi khi nó sẽ trùng nhau ở một vài thứ nhưng mà nó sẽ khác nhau ở một vài chi tiết nào đó, một vài bước nào đó, chứ không nhất thiết là phải khác nhau toàn bộ đấy. Chỉ cần đưa được ra một cái nào đó có bước làm khác với cái bước tôi đã hướng dẫn thì coi như là chúng ta đã tìm ra một cái lối rẽ khác, một cái biến thể khác rồi. Ok.